Chào mừng các bạn đã đến với tuấnaxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấnaxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Nhiều lắm, không phải 3 team đâu, 2 team đâu. Watch out. Đang dồn ra. Còn 4 viên đạn vào ơi. Có thằng gạt hộ thì phải. Cho chồng xin mấy viên đạn nữa không? Đạn trong bản đạn. À đây. Ui, đạn chín cho mấy viên thôi. Đạn xanh làm gì có súng. Cái thế nhỉ? Đưa chồng mượn khẩu súng ngắn nào. Đây chồng mượn khẩu súng. Có súng ngắn auto win nhá. Mẹ nó cái hết mất một mạng của mình cay thế nhỉ? Đâu chắc ngắn lắm. Nó cái hết một mạng rồi. Ôi nó ở cân nào. Từ, qua xe giữa đi mọi người. Mấy con boss, ra bắn mấy con boss lấy súng rồi. Vâng, ra lấy đi, trong thủ. Ra lấy đi. Lấy cẩn thận nhá. Mẹ, mình nốc 4 thằng mà cuối cùng ăn được có 2 mạng ạ, cay vãi nồi. I need a scope. Ok. Đây. Này, lấy hết đi, cầm hết. Đợi tí. Trồng xong là trồng phệt được bọn này. Cứ từ từ. Có cốp không? Ui dồi ôi, cái cốp 4 thì bố ai bắn nổi. Ôi thà không có cốp hơn. Này, cầm lại. Đi. Bắn cái thằng ở chỗ kia rồi. Nó ở công hướng 75. Chạy ba. Mark the location. Ok, thế ở hướng 75 có người. Rồi nó đang kẹp mình ấy, nó đang cố gắng kẹp mình. Cho chồng mượn cái cốp 4 đi. Mượn lại. Từ từ nhá. Bắn bình tĩnh thôi, cốc 4 khó bắn. Ở chỗ núi cũng có kìa. Ê, núi có. Vậy thì mình đẩy qua bên đi. Không, mình không đẩy được. Mình đẩy được đấy là có thằng ở hướng 75 nữa, hiểu không? Có hướng 40. Nó nấp ở sau kia. Thế đẩy nào, 1, 2, 3, đẩy. Hình như nó chạy rồi. Đây rồi, có. Có cục máu ngon. Ui, nó. Nó thấy mình luôn này. Mark the location. Đang nhảy. Kệ nó. Chắc sau gì nó cũng chết rồi mà. Chạy đâu không biết đâu. Vào nhà đồ đi.
bạn nó chắc ở bên này này. Nghe thấy rồi này. Một team clear. Còn một team nữa ở chỗ nhà kho. Nó vừa bắn xong. Nó đang bị bọn ở trên núi táp. Cẩn thận nhá. Phải có người bị thiệt hại chứ, hai thằng. Cứ quan đi, quan đi, quan đi. Nấp đâu, nấp đâu, nấp đâu, nấp đâu, nấp đâu. Chúng tôi nó ở trong nhà kho đúng không? Hai thằng à vợ? Một thằng thôi. Một thôi hả? Ừ. Ok. Tiếng chân kiểu nó bị loạn đấy. Nghĩ mà nó chán anh em ạ. Cuối cùng vẫn hai người vẫn mất đi một người. Thôi, để trận, trong sống thì trận đấu nó mới tiếp tục được. Buồn. Hai anh ơi à, ui, 9 kill trong này. Ê, nghẹt thở thật sự luôn á. Bọn này nó quá đông và hung hãn. May mình cũng phịt được mấy thằng. Ui, thằng này nó có cả flare luôn này. Kinh thật. Dầu phát tởm. Ui dồi ôi, X6 này. Mình thừa hết rồi, chả cần cái gì nữa. Dạ buôn cung chị xin. Không sao em, trong chị sống là được rồi. Thực ra thì con Bucky bọn nó, à đây rồi. Hồi nãy á, chị Mèo là hội chúc anh Tuấn không chúc chị Xích nên thế đấy à. Trời đất ơi, em cứ nói thế mất cái lòng thảo của mọi người. Kìa. Quay lại đi. Yes. Quay lại rồi, quay lại rồi, quay lại rồi. Quay lại đây. Lại đổ xe. Cuối cùng có quay lại không? Về đón bạn à? Sai rồi bạn ơi.
nhàng, phập. Bỏ cái tay bỏ cái ống ngắm phụ ra anh em ạ. Ghép bắn ống ngắm phụ vãi cả nồi. Nếu mà bạn kia không công ra là mình sẽ công vào, nhưng mà giờ ngoài bo rồi, công vào thì hơi dở nhỉ. Hình như tôi thấy bạn rồi. À không phải. Ai chả. Ở đâu ta? Đi con bác ghi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Con bác ghi kìa. Con bác ghi vẫn đang lượn lượn ở quanh đây. Không công cũng không thủ. Có khi là tưởng là mình xong rồi ra lút đồ chăng? Dễ lắm. Từ từ. Cứ áng binh bất động một tí xem sao. Bác ghi vào trong trường học rồi này. Chưa thấy ló ra luôn. Kiểu gì thằng đồng đội cũng bảo là sát tao nhiều đồ lắm, mày đến lút đi. Lút phát là chết liền. Không thấy động tĩnh luôn anh em ạ. Không hiểu kiểu gì. Mình công đi. Ích. Ui xuống mất lắm máu thế nhỉ. Còn 24 thằng nữa. Ui trận này nếu mà top 1 là cũng được nhiều kill phết đấy chứ đùa. Lên luôn. Đi để đâu nhỉ? Ô đi rồi à? Đi rồi anh em ạ. À. Vai nổi. Ủa sao đi mình lại không nhìn thấy ta? Vô lý vãi. Nó đi rồi mà. Ờ mình không để ý thấy luôn đấy. Quá đỉnh. 12 kill. Hợp lý chưa? Mẹ, nó đi từ bao giờ mình không để ý anh em ạ. Vãi nồi. Vãi nồi thật sự. Cũng kinh khủng đấy á. Vãi nồi, các ông phải khen, chấp nhận khen tôi đi chứ. Pha nào bắn hay là phải khen chứ. Chấp nhận là ừ, anh có kỹ năng đấy. À lúc nằm là nó đi à? À thế mình không để ý luôn á. Làm cứ ngồi chờ nó. Hóa ra nó đi rồi. Bực tức thật sự. Lia này, một team ở trên nữa. Ai à, team Việt anh em ạ. Team trên là team Việt, thế là mình phải bắn cẩn thận rồi. Có được một góc backup là mình sẽ xử lý được bọn này, chắc chắn. Kia rồi, thấy rồi. Rồi, thấy hai team luôn. Thấy luôn, thằng đang chạy luôn. Bắn nhau miệt mài vãi nồi luôn.
chết cả team rồi. Team Việt clear rồi đấy anh em ạ. Kìa kìa, đó, báo clear hết rồi. Như vậy là có một ông tên là BB Gió, một ông là thợ săn kho báu. Ái chà, ít ra là cũng có hai ông bắn khá là ghê luôn. Bắn đỉnh thật sự đấy, team này nguy hiểm. Mình phải bắn cẩn thận, từ từ. Có cái ông BB Gió từ nãy giờ bắn spam giết được khá nhiều người. Đang gọi mình này. Không biết là gọi hay là táp, nhưng chắc chắn mình nghĩ là gọi. Đang giả. Tốt nhất là nên rút lui anh em ạ. Góc này không đẹp. Góc này không những không đẹp mà còn có thể nói là xấu. Kìa, con xe kìa. Ui, lên con UAT rồi. Ui, vai nổi ạ, đỉnh thế nhờ.